xin là bọn em tìm lại. Yes sir. Xin tụi em xin. Xin chào các bạn, mình là John Taylor, mọi người vẫn hay gọi mình là John John. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn chơi ca khúc Khuôn mặt đáng thương của Sơn Tùng MTP. Về phần hợp âm thì trong bài có những hợp âm rất đơn giản. Ban đầu là mi thứ sút 2, thế bấm của nó như này. Các bạn sẽ có thể nhìn hợp âm ở ngay bên dưới và đánh từ dây số 6. Tiếp đến là hợp âm C thứ 7, đánh từ dây số 5. Tiếp đến là đô sin 9, cũng đánh từ dây số 5. Và hợp âm rất quen thuộc là hợp âm re, đánh từ dây số 4. Và mình có sử dụng thêm một hợp âm nữa là mi thứ 9, thì thế tay của nó như này. Bài hát này rất đơn giản, chỉ hơi khó một chút cái phần intro của nó thôi. Còn vào phần sau thì chúng ta chơi điệu, chỉ duy nhất một điệu là ballad. Thì phần intro của nó như thế này. Sau đây mình sẽ hướng dẫn chi tiết phần intro. Các bạn có thể xem phần tab ở ngay bên dưới và mình sẽ đánh chậm để các bạn có thể theo dõi. Đầu tiên là ta để tay vào hợp âm mi thứ sút 2 và đánh cùng một lúc dây 6 và 3 2 1. Các bạn quan sát rõ chưa? Mình làm lại nhé. Tiếp đến chúng ta đặt ngón trỏ vào dây 1 khoang 2, đánh lên và dùng ngón giữa ấn vào khoang 3 dây 1. Mình làm lại. Cùng lúc thì ngón út của chúng ta sẽ đặt luôn vào khoang 5 của dây 1 và đánh. Có nghĩa là mình chỉ đánh hai lần. Một lần là khi mình đặt ngón trỏ vào khoang 2 và một lần là vào đây. Mình làm lại, làm trận cho các bạn theo dõi. Đó, nó như vậy. Sau đó thì chúng ta đưa tay nhanh về hợp âm C thứ 7 và đánh 4 dây 5 3 2 1. Mình làm lại từ đầu. Tiếp đến thì chúng ta sẽ dùng ngón trỏ đặt chặn lên 3 dây 1, 2, 3 vào khoang 3. Mình vẫn chưa đánh lên ở lúc này mà mình chỉ đánh dây số 2. Sau đó vuốt nó lên khoang 5. Vẫn để ngón trỏ của tay trái tư thế nguyên như thế. Đánh và vuốt lên khoang 5. Cùng lúc thì ngón áp út sẽ đặt vào khoang số 7 của dây 1. Và bốn ngón bên này sẽ đánh vào 4 dây 1 2 3 4. Tiếp đến ta sẽ đưa ngón áp út lên khoang số 10. Sau đó thì đưa ngón trỏ về khoang số 5, đánh lên và kéo về khoang 3. Mình sẽ làm lại. Tiếp đến ta sẽ đưa tay nhanh về vị trí của hợp âm mi thứ sút 2. Mi thứ sút 2, C thứ 7. Đoạn này chính là đoạn mà Sơn Tùng bắt đầu rap ấy. Đô sin 9, re. Cuối đoạn này thì có tiếng trống dồn ấy. Ta sẽ làm như sau. 1 2 3 4. Sau đó đánh luôn hợp âm mi thứ 9.
thấy rõ chưa? Cuối đoạn, cuối lần 2 của cái intro nhé, thì ta sẽ 1, 2, 3, 4, sau đó đặt tay trái luôn vào vị trí C thứ 9 và đánh xuống, đánh ballad, đánh điệu ballad. Về điệu ballad thì mình sẽ nói trong phần sau. 1, 2, 3, 4, xuống. Tay phải các bạn vẫn đánh như là quạt bình thường thôi, còn tay trái thì các bạn chặn vào như này là nó sẽ ra được cái tiếng đấy. Ok, còn đến phần sau là bắt đầu vào phần đánh điệu ballad. Thì điệu ballad nghe nó sẽ như sau. Có thể theo dõi tiết tấu ở bên dưới, sau đây mình sẽ đánh chậm lại cho các bạn quan sát dễ hơn. Lại. Sau đây mình sẽ đánh chậm lại để các bạn dễ quan sát hơn. Cần đánh điệu này thôi là các bạn có thể hát được cả bài rồi. Thì để cho nó biến tấu cho nó hay hơn một chút nữa, cho nó đỡ nhàm chán, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thêm một chút vào cái điệu ballad vừa rồi. Mình sẽ thêm cái tiếng này vào. Tiết tấu của nó như sau. Xuống lên chặt, xuống lên lên chặt, xuống lên xuống lên chặt, xuống lên lên chặt, xuống lên xuống lên chặt, xuống lên lên chặt, xuống lên xuống lên chặt, xuống lên lên chặt, xuống lên. Vậy thì cái cách chặt nó sẽ như sau. Mình thường dùng ba ngón này, ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa để chặt xuống. Đó, mình chặt như vậy. Dùng 3 ngón này. Chủ yếu là 2 ngón này này. 2 ngón trỏ vào giữa, chặt xuống. Nó hơi hơi giống cái phần đập vào đàn trong điệu blues ấy. Nhưng mà mình sẽ chặt xuống cái này để cho tay nó thuận với cả cái điệu ballad hơn. Khi đến phần điệp khúc lần thứ 2 mà Sơn Tùng hát xong ấy thì bắt đầu nhạc trùng xuống và chỉ còn tiếng piano. Thì lúc đấy các bạn chỉ cần làm như này, chỉ cần đánh xuống như vậy thôi. Làm như vậy 2 lần thì bắt đầu là tiếng piano dồn dập hơn. Thì lúc đấy chúng ta sẽ dùng một cái điệu là nó cũng gần giống với cả điệu blue ấy. Thì nó hơi biến tấu một chút, bình thường điệu blue của chúng ta là như này. Đó chúng ta không móc, chúng ta không đánh bát và móc lên đập liền xuống như vậy nhé, mà ta sẽ làm cách khác. Đó, ta sẽ làm như vậy. Thì làm nó như nào? Tiết tấu của cái điệu lần giống blue ấy thì nó như này này. Bát 1 2 3 đập 1 2 3 1 2 3 đập 1 2 3. Sẽ đánh như vậy cho một âm. Mình làm lại nhé. Các bạn nhìn kỹ chưa? Mình sẽ làm chậm lại. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ đến phần demo để xem cụ thể nó như nào. Đôi môi này đi về ai? Ok, đêm nay sẽ là một đêm tuyệt vời. Yes sir. Sẽ cùng em chỉ
lần nhé. Lại từ cái đoạn lúc đấy. Các bạn bài anh nước bài này ngon lành nhá.